Hello, xin chào các bạn, mình là Huy đây. Hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn 5 cái dòng laptop làm đồ họa có tỷ lệ 100% HGGB nha các bạn. Ở cái video trước đó, thì các bạn góp ý cho mình là những cái dòng mà mình tư vấn ở mình giới thiệu ở cái video trước thì nó không có phù hợp để làm đồ họa mà nó phù hợp cho gaming hơn. Thì mình đã tìm thông tin thêm và mình sẽ ở video này mình sẽ tư vấn đầy đủ cho các bạn những cái dòng laptop này là phù hợp cho đồ họa luôn. Và sẽ có những cái dòng cho 2D và sẽ có những cái dòng cho 3D và cho edit video, render chẳng hạn, thì mình sẽ giới thiệu rõ trong cái video này. Rồi, màn hình chuẩn màu là màn hình có độ chuẩn màu phần trăm HGGB là 100% nha các bạn. Thì những cái dòng máy sau đây mình giới thiệu cho các bạn là có cái mức chuẩn màu là 100% HGGB. Ok, đầu tiên là con laptop Xiaomi Redmi Book 16. Xiaomi Redmi Book 16 là chiếc laptop màn hình chuẩn màu đầu tiên mà mình muốn gợi ý dành cho các bạn. Thì chiếc laptop này có ngoại hình tựa như một chiếc MacBook các bạn, sang trọng với thiết kế lịch lãm và máy vỏ bằng kim loại bền bỉ. Về thông số thì máy có kích thước màn hình là 16:1 inch, Full HD, viền mỏng, cực rộng rãi. Hình ảnh hiển thị sắc nét, tấm nền IPS cho góc nhìn rộng rãi và dễ dàng chia sẻ màn hình để làm việc với đồng nghiệp hơn. Thêm nữa là màn hình 100% HGB và màn hình nền tảng lý tưởng cho dân thiết kế đồ họa luôn các bạn. Xiaomi Redbook 16 thì sở hữu hiệu năng đủ mạnh cho những cái nhà design làm đồ họa 2D nè trên Illustrator, Photoshop, giải trí và chơi các tựa game như là LOL, FO4, Dota 2 và cực mượt với cái AMD Ryzen 5 4500U 6x6 luồng với xung nhịp tối đa lên đến 4GHz kết hợp cùng với kẹt Radeon Vega 6. Với cái vẻ ngoài sang trọng bền bỉ, hiệu năng khỏe kết hợp với màn hình chuẩn màu thì tưởng tượng Xiaomi Redmi Book nó sẽ có cái giá thành cao nhưng lại được bán với mức giá là chỉ 16 triệu thôi các bạn, một mức giá khá rẻ. Mà các bạn sinh viên học design thì 16 triệu, ok, good. Nói chung là khá rẻ so với những cái giá trị mà cái máy này nó mang lại cho các bạn. Rồi, con thứ hai, Asus ZenBook Wii 407 EWI BR5N4. Thì cái chiếc này là chiếc laptop thuộc phân khúc cao cấp, không chỉ phù hợp cho doanh nhân mà còn là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn creator design là Photoshop trên AI, Photoshop VS này, hay là edit video. Máy thì sở hữu thiết kế sang trọng, giúp bạn có thể thể hiện được cá tính đẳng cấp của mình nè. Ngoại hình máy gọn nhẹ với trọng lượng chỉ 1 kg thôi các bạn. Đó, đúng như góp ý của các bạn, mấy cái con Lenovo kia thì nó nặng quá, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn nhẹ luôn để bạn có thể mang đi làm nè, đi công tác thuận tiện. Mặc dù rất nhẹ nhưng vỏ máy vẫn được làm bằng kim loại nhôm bóng bẩy bền bỉ, đảm bảo dùng nhiều năm vẫn bền đẹp, cho vào túi sách mang đi khắp mọi nơi mà không sợ những cái sự cố va đập làm hỏng linh kiện. Laptop này là laptop văn phòng nhưng lại được trang bị card RAID GeForce MX 350 2GB kết hợp với bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 4500U. Mang hiệu năng mạnh mẽ, các bạn hoàn toàn có thể làm đồ họa, edit video trên chiếc laptop này cực mượt mà. Game 8GB và mở hàng chục tab trình duyệt không giật lắc. Ổ cứng AMD 256GB nè, NVMe khởi động Win và mọi ứng dụng nhanh chóng trong nháy mắt. Đấy. Thì cũng như chiếc Xiaomi Redmi Book 16 thì màn hình Asus ZenBook này thì thực sự là dành cho những thiết kế với màn hình 14 inch Full HD viền mỏng, hiển thị ảnh sắc nét. Màn hình cũng được trang bị tấm nền IPS và màn hình này 100% HGGB nha các bạn. Mang lên độ chính xác cao luôn. Đấy. Và con này có giá là 17.990.000. Con thứ ba mình muốn giới thiệu cho các bạn là Lenovo
Legion 5 15AHR0582B500FXVN. Con Lenovo này á là chiếc laptop gaming dành cho dân creator design, thích một thiết kế hầm hố mạnh mẽ nha. Thì riêng con này thì nó hơi dày một xíu, nhưng mà tỷ lệ phần trăm RGB thì vẫn là 100. Hiệu năng khỏe là không chỉ để làm việc mà còn đáp ứng cả nhu cầu chơi các tựa game hot hiện nay. Thì giá của con này là 22 triệu. Các bạn có thể sở hữu một chiếc laptop chuyên game mạnh, mát và bền, không nóng nha các bạn. Có thể edit video, làm đồ họa 3D nè. Với bộ đổi chip AMD Ryzen 5 4600H cùng cả đồ họa ROG RTX 1650 4GB, RAM 8GB, có khả năng nâng cấp lên RAM 32GB và ổ cứng. Ở đây khởi động Win và mở ứng dụng nhanh chóng chỉ trong vài giây. Máy sử dụng thiết kế hầm hố như một chiến binh gaming mạnh mẽ. Chi tiết đều được gia cố chắc chắn, cứng cáp với màn hình đen nha. Phần đuôi máy nó hơi lồi về phía sau, kết hợp với các khe tản lớn hai quạt tản nhiệt mát, giúp cho các bạn chơi game làm được quả cũng xong không sợ bị nóng máy. Thì con này nó thiên về gaming, nhìn nó ngầu lắm các bạn. Nên giống như những cái dòng máy chạm mà của Dell á, dày dày á, như cái thùng PC xách theo vậy đó. Thì nó dạng dạng vậy, mà con này nó mỏng hơn. Là chiếc laptop màn hình đẹp nè, dành cho game thủ và đồ họa với độ phủ màu 100% sRGB và tần số quét 144Hz, chống xé hình, chơi game FPS max setting cao nhưng mọi chuyển động vẫn nhanh mượt mà không có độ trễ luôn. Chiếc máy tính tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn là chiếc Lenovo Legion 5 15AHR0582B1000AUS. Thì những cái danh sách laptop hình chuẩn màu đáng mua nhất năm 2021 điểm mặt thì thêm một chiếc laptop gaming của Lenovo, đấy là Lenovo Legion 5 15AHR0582B1000AUS này. Thì chiếc laptop này thực sự nó là lựa chọn lý tưởng cho cả game và đồ họa. Nếu bạn có ngân sách cao thì đừng có ngại ngần mà lựa chọn chiếc này ha. Chiếc này thì tầm laptop 88 thì nó là 20 đến 22 triệu, còn ở ngoài thì cái giá gốc của nó là 31 triệu nha các bạn. Thì con này là phiên bản có hình cao hơn của Lenovo Legion 5 15AHR0582B500FXVN. Con này có CPU là AMD Ryzen 7 4800H, gạt rời Nvidia GTX 1660 Ti, cho hiệu năng mạnh mẽ. Game của nó là 16GB. Với các bạn có thể mở hơn 20 tab trình duyệt để mà làm việc mà không giật lag. Thì con này không chỉ là laptop gaming mà nó còn có tỷ lệ phần trăm sRGB tới 100%, tần số quét là 144Hz và độ sáng của nó là đạt tới 300.000 nits nha các bạn. 300 nits nha các bạn. Quá tuyệt vời cho một chiếc laptop gaming để làm đồ họa luôn. Và con này thì nó cũng không có dày lắm. Ok. Rồi, con cuối cùng là cái con mà mình thích nhất trong những cái dòng này, đó chính là con Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4. Thì nghe cái tên thì các bạn đã biết rồi đó. Thì cái vỏ của nó được làm bằng carbon, mà cái vỏ này, cái chất liệu này được sử dụng để chế tạo vỏ máy bay và tàu hỏa đó các bạn. Thì vỏ máy bay á, các bạn biết á, cái cường độ nó chống lại cái áp suất rất là cao của trái đất á, nên là nó phải bền. Và thứ hai là nó nó tản nhiệt cũng rất là tốt luôn. Thì con này chỉ có 1 kg thôi, là một cái dòng laptop doanh nhân nha. Thì con này có giá là 15.500.000 mà giá gốc của nó là 17.900. Thì cái giá ưu đãi này á, là ở laptop 88.vn nha. Thì ThinkPad á nổi tiếng với thiết kế bàn phím gõ siêu êm, không có hãng laptop nào vượt qua được luôn. Với các phím thì nó có độ nảy tốt nè, hành trình phím sâu nè, phím nó hơi lõm và ôm đầu ngón tay nên cho trải nghiệm phím gõ là thoải mái, không mỏi tay dù làm việc trong nhiều giờ. Thì cái bản lẽ này là không sợ mỏi tay nha, chỉ sợ mỏi mông với mỗi lưng thôi. Chiếc laptop này á, nó không sở hữu màn hình chuẩn màu 100 sRGB, nhưng 100 sRGB nhưng nó lại là được trang bị độ phân giải 2K, hiển thị hình ảnh siêu sắc nét và đủ để đáp ứng nhu cầu làm việc cho người dùng làm đồ họa 2D nhé các bạn. Còn 3D thì với cái thông số là i7 6600U, RAM 8GB ổ cứng SSD 256GB. Thì các bạn làm 3D thì nó cũng hơi hạn chế một xíu, cũng không bằng mấy cái laptop khác. Ok, thì cái việc lựa chọn chiếc laptop màn hình chuẩn màu á, nó không chỉ phục vụ tốt cho nhu cầu làm việc như các bạn đã góp ý cho mình, nó còn làm cho sáng tạo hình ảnh của bạn, còn mang lại những cái giây phút giải trí nè, xem phim rất là đã mắt. Và ở cái video này mình đã giới thiệu cho các bạn những chiếc laptop có màn hình chuẩn màu và đáng mua nhất năm 2021 mà mình đã gợi ý cho bạn. Thì hiện tại những chiếc laptop này đang được bán ở laptop 88 mà mình thì không giới thiệu shop này nha các bạn. Tìm nguồn ở đâu thì mình sẽ giới thiệu ở đó luôn. Giá cực tốt như vậy và chế độ bảo hành lâu dài và tặng giá trị thì hãy liên hệ với laptop88.vn nha các bạn. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì nếu thấy hay thì nếu trong quá trình mình làm có gì sai sót hay là không đúng thì các bạn nhớ góp ý cho mình ở phần comment nha. Các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.